Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay Hoàng Hiền tiếp tục đang có mặt tại nhà anh Thảo, giám sát công trình, cập nhật tiến độ làm nhà anh Thảo đến đâu rồi. Chi chú đang chở gạch ấy. Ui giời, đoạn này cua rất khó các bác. Đường này hôm trước phải chú Chi chú làm thêm đường rộng ra, đi lại cho chắc chắn. Vào đi, vào, đưa em vào, vào nha. Úi giời, cái thằng này vào rút cho bữa rồi. Hiếu đưa em vào xe vì rồi. Lây này chở gạch đỏ các bác, chở gạch đỏ để xây chữ A, xây chữ A mới lại xây cái vòm ở trên. Bây giờ gạch này là các bác thấy nào, họ không như ngày xưa nhá, ngày xưa bốc tay kiểu là từng viên, nhưng bây giờ là khi mà họ ra lò là họ buộc luôn như này rồi, họ đếm bao nhiêu viên như này, họ buộc dây như này, xong nào mà mua chỉ việc là ấy thôi, chỉ việc là cẩu lên thôi. Vào, thằng Hiếu đưa em vào trong kia. Đây anh, cứ lành quành cái thằng mệt nhức cái xứ. Chào chú Chi nhá. Đổ cắt dây. Gạch chắc lắm các bạn, chắc chắn đấy. Đấy, các bác xem nhà anh Thảo lên nhanh chưa? Đang xây các cái phòng ở trong rồi kìa. Tốc độ nhanh như gió. Hôm nay trời nó nắng mạnh rồi, không như mọi hôm mát mát sau trận mưa, thì hôm nay bắt đầu là quay trở lại chỗ này nắng rồi, nắng mạnh lắm rồi. Mấy thằng trẻ con ấy, người. Đi xe là thứ. Ngồi đây. Si, còn này. Các bác thấy nhanh không? Thời tiết nó cứ nắng này thì gần 2 hôm nữa là các bác có xem mà nó bằng mặt hết và các phòng xong hết. To đẹp không? Rộng rãi chưa? Các bác nhìn cái nhà anh Thảo, cái chiều ngang nó sẽ rộng hơn nhà anh Tuân.
Đấy. Thay đổi kích thước một chút. Ghi chép. Chị Thành biết chữ không? Hả? Chữ. Học cái năm mấy nhỉ? Chào các bác. Học cái năm mấy? Chị lên lớp 7 thì đi. Lên lớp 7 nhỉ? Ừ. Đặt trong bàn cụ thể này. Âm hay dương? 29. Xin chào chú Chi. Một xe gạch xi 500. 1.000 gạch đỏ. 1.000 gạch đỏ. Cả xi ấy. Gạch xi 500 chở. À gạch xi 500 chở hôm qua đấy. Ừ, vừa sáng nay. Sáng nay á? À? Qua một xe, sáng nay một xe. Tính tiền luôn. Thôi để hôm nào giả thẻ nữa. Tính luôn. Thế. Mai cho đang có tiền thì gửi luôn. Thế. Ừ. Tơi được là tơi đi. Thế. À. Ừ. Tất cả 4 triệu 3. Đâu đưa em nào? Ghi chép rồi. Hôm trước cháu trả chú hết rồi nhỉ? Hôm trước trả hết rồi. Hôm trước 11 triệu nhỉ? Này 4 triệu 300k. Ok. Đây chị Thanh. Đây ngồi đây gửi tiền. Ngồi bên kia. Đây. Đã trả ghi rõ ràng hết. Cháu gửi chú gì mấy mã nhỉ? Mã này mã thứ 3 hay mã thứ 4 nhỉ? Mã thứ 3. Lần 1 là 7 triệu rưỡi. Một hôm là 11 triệu. Lần này là 4 triệu 3 nữa. 4 triệu 3. Bốn rồi. Đây em có 4 triệu 3 này. Có nhỉ. Đây chị xem. Toàn 200 hay có 100 không? Sáng nay ông Sơn lại vẫn nghỉ à? Ừ. Biểu chị gửi lại. Ừ. Cho vào, cất vào. Ừ, 100 nữa, 100k nữa. Ừ. Cứ anh Trung lấy cái gì là gọi cho Chi chợ. Đấy, để em thanh toán. Đây các bác xem bên trong. Chiều nay là mấy cái phòng này sẽ xong hết này. Đấy. Nhà anh Thảo là anh ấy muốn để thêm một cái cửa ngách ở đây. Đấy. Thì là theo dõi cũng như các bác theo dõi video thì là thực sự là cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Cũng có rất nhiều các bác là điện thoại là tư vấn là nhà mà để ngách, có nghĩa ngách các chỗ thì là nó không hay, nó tan biến hết. Đấy. Vào bao nhiêu nó ra hết. Thì thực sự là cái này thì Hoàng Hiền cũng đã lắng nghe ý kiến của các bác và cũng đã tư vấn đấy, cho gia đình anh Thảo. Không chỉ là lúc mà bây giờ các bác bình luận video các bác gọi Hoàng Hiền mới tư vấn đâu. Mà từ trước đó thì Hoàng Hiền cũng đã tư vấn cho nhà anh Thảo rồi. Đấy, có nghĩa là cũng là theo cái quan niệm từ ngày xưa để lại thì là đúng là cũng có là rất nhiều người nói như vậy. Đấy, nhưng mà nhà anh Thảo thì anh ấy vẫn muốn là để một cái cửa đấy. Đấy thì cũng chia sẻ các bác như vậy. Thì thực sự thì cái này thì là do gia đình thôi. Đấy, Hoàng Hiền thì là người cầu lối.
tất cả mọi cái hoạt động thi công ở đây cũng như là vật liệu như nào bao nhiêu nè, về giá cả là Hoàng Hiền là đều giúp đỡ bà con đấy, đi mua và cùng với gia đình công khai minh bạch và đều được giảm giá theo cái mức là, có nghĩa là Hoàng Hiền sẽ cố gắng làm hết sức, vâng, để cho gia đình có một cái ngôi nhà nó đẹp chắc chắn và giá rẻ nhất cho gia đình đấy. Còn về những cái như này thì Hoàng Hiền cũng đã tư vấn rồi, nhưng mà gia đình vẫn muốn để thì đấy là do gia đình các bác nhá. Đấy là cũng chia sẻ với các bác là như vậy. Nhà anh Thảo thì là cửa thì là có một cửa chính ở đây đấy, cửa chính rất là to rộng như nhà anh Tuân đấy, rộng, và bốn cửa sổ, một cửa sổ này, hai cửa sổ này, ba cửa sổ và bốn cửa sổ đấy. Như nhà anh Thảo thì là anh ấy có chia sẻ là như ngày xưa của nhà anh ấy thì là anh ấy để một cửa chính ở đây này. Cửa chính ở đây thì là ví dụ như ở ngoài người ta có khóa cửa, ở ngoài thì là ở bên trong thì không ra được, ở ngoài nó trộm hết đấy. Thì cũng chia sẻ các bác là như vậy, thì anh ấy muốn để thêm một cái cửa ở đây. Thực ra thì cửa ngách này thì nhiều nhà thì họ vẫn để đấy, nhưng có nhà thì họ thì kiêng cũng không để, nhưng mà nhiều nhà thì họ vẫn để đấy, thì cũng chả biết là như nào. Hoàng Hiền cũng chỉ là tư vấn, còn gia đình muốn để thì để cho gia đình đấy. Nhà anh Thảo này thì cũng chia sẻ các bác là về cái tiền mà làm như nhà anh Xuân, anh Tuân thì nhà anh Thảo nhận ít tiền hơn đấy, và nhà anh Thảo này phải làm xây thêm chuồng bò nữa, nó cũng mất gần 5 triệu tiền vật liệu đấy. Tổng làm nhà này là tất cả Hoàng Hiền nhận để làm thì là chuồng làm nhà và anh Thảo anh xây chuồng bò là hơn 107 triệu một chút đến thời điểm hiện tại bây giờ đấy. Nhưng mà xây chuồng bò gần 4 triệu hay 5 triệu gì đấy Hoàng Hiền ghi, còn lại làm nhà. Thì tính thì nhà anh Tuân thì anh ấy làm, nhà anh Tuân thì làm anh ấy hết 106 triệu tất cả, đấy là tính cả tiền đổ sân đấy. Nhà anh Thảo này không tính đổ sân thì trừ đi được khoảng độ là 2-3 triệu đấy, làm nhà anh Thảo này. Thì là về cơ bản thì nó cũng xem với nhau, nhưng anh Thảo thêm một cái cửa lên nữa thì tiền nó sẽ lên nhiều hơn đấy. Chia sẻ các bác là như vậy tình hình làm nhà đây. Ngôi nhà đẹp rộng, phòng khách ngôi nhà này rộng hơn nhà anh Tuân rất nhiều. Cái phòng kia Hoàng Hiền lùi lại, lùi cái phòng ngủ bên kia, nhưng vẫn đảm bảo rộng nhé. Hai cái phòng ngủ này Hoàng Hiền cũng lùi vào 20 phân, để cái chiều này này các bác này nhìn này, để đáng cái bức này nó ra tận đây, nhưng mà mình lùi 2 phân vào trong này thì cái đoạn này nó sẽ rộng ra đấy. Và riêng cái đoạn này nhá, cái đoạn này trước là nhà anh Tuân làm từ đây hất lại sau, xây bờ ở đây đấy, nhưng nhà anh Thảo hiện lùi hất lại sau này luôn đấy. Thì cái phòng này nó vẫn đảm bảo rộng khoảng độ là 10-11 mét khoảng là như vậy, còn các cái phòng này nó vẫn phải là 12-13 mét đấy, trong cái khuôn như vậy. Và cái phòng khách này thì rộng hơn rất nhiều, thay đổi kích thước ngôi nhà. Cũng mong là ngôi nhà nó nhanh hoàn thiện, sớm hoàn thiện để gia đình nó có ngôi nhà mới ở. Hiện tại vì anh Thảo anh đang ở trong nhà này. Đấy. Cái này sau mà làm nhà xong thì lại chuyển là mục đích khác. Đấy. Làm bếp hoặc là làm cái gì đó tùy gia đình anh Thảo. Cửa ngách như là anh ấy làm xong anh ấy xuống lợn đây và để có những cửa ra ngoài. Cái bưởi đang bảo ông đánh đi hay chặt đi chả biết. Đấy, chuồng lợn dưới kia, lợn bò gà bên này. Tổng quan ngôi nhà anh Thảo nhé, cập nhật tình hình các bác là đến thời điểm hiện tại. Đấy. Các cái cửa sổ đều để cho gia đình rộng thoáng mát. Đương nhiên là khi mà để rộng này thì là tiền cửa nó phải tăng lên nhiều hơn. Đấy. Và như vậy.
Chị nấu đồ gì ạ? Chè. Chè đỗ đen á? Ừ. Phục vụ thợ. Phục vụ thợ, phục vụ gia đình luôn. Sao cái này, à cái vàng này dị hết, cũ nhỉ? Cũ mà. Ừ. Món gì đây? Đi luộc. Anh Thảo nghỉ làm ăn rồi, tranh thủ đi bắt cua ngay à? Kiếm cua ngay. Sủi đây. Cái này sủi em được, nó đun nhiều. Ừ. Chào ba nhá. Anh đâu vậy? Em đang đập bắt cua. Được nhiều không? Được 2 cân. 2 cân. Chưa cân chưa bán à? Chưa. Bao giờ mới giao? Ai nhỉ? Bắt được một nhiều này. Hả? Đồng nào? Đồng nào gạo á? Bắt ở hàng á? Hay là nhặt ở ngoài? Bắt cả hàng cả ở ấy. Cua này bán đắt chứ? Cua đồng này. Cua này bán nó có một to thôi. Không có to á? Ừ. Nó này bán được bao tiền cân? Trăm đổ lại. Trăm đổ lại á? Ừ. Bán nước à? Cân ở dưới kia à? Cua này ngon đấy nhỉ? Đồng nó gạo thì là chỗ nào có? Đồng thì mấy chỗ. À nhưng các bác đã ở cái ngoài ấy gì? À. Ôi giời, sụp xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa. Đổ nó. Ừ. Bác sâu ướt quần áo à? Đổ ra em xem nào. Đổ chậu. Wow. Này anh phải cho ít ấy vào nó đỡ chết. Ngon hết nhờ. To cả bé. Me me. Ui, con bé chết bố con bé. Ừ, con nhỏ quá. À. Con nào chết được bán được nhặt nấu con lợn. Ừ. Nó chán. Thích không? Bác nào ăn cua không? Anh Thảo anh bán nhá. À. Đấy. Chưa? Đấy rồi, đấy rồi. Ây, ui, cặp. Nay Thảo bắt được nhiều rồi đấy. À. Bò ngủ ngủ quá. Cân anh cân sổ của con bé này làm gì mà được họ bán giá anh 100 được. 90. Hả? 90. 90 á? Mỗi mình anh đi à? Mình. Cân đi à? Tối qua anh biết không? Tối qua không đi. Ừ. Thành nó hay nhặt buổi tối. Ừ. Ui thằng Thành mà nó bắt được 5 cân thì nó từ nâng cái chậu này à? Ừ đúng rồi. Ui nhỉ. Hôm bữa hôm nắng cân 10. Hả? Hôm nắng cân 10. Cân 100.000 cân gì? 400, 500 thì không, nghĩa là nó được nửa chậu này này. Ừ. Đấy, những cái con chết, những cái chân như cưỡi này. Này lúc anh bắt anh đã phải thả cái ấy vào nó đỡ chết. Ừ, thả cái lúa này, lá này. Ừ, lá xanh. Đó, đỡ chết. Ấy, nó toàn phải con như này này. Ừ. Con này toàn như này bán phải 100, 200, 300 nhỉ. Ừ. Con này vàng. Ui toàn rồi. Mày. Úi xìu. À mày cắp ra đi. Mày cắp đấy. Mày giỏi mày cắp đấy. Toàn con như này đại bác. Bọn này là bọn đồng chính hãng này nhỉ. Ừ. Bố bắt nhiều ấy. Bố đồng của nó vàng khạnh này. Nè, bố bắt ở đồng. Đấy, thằng Hiếu thấy bố vất vả chưa?
Hiếu, quay đây, thấy bố vất vả chưa? Bắt thì kiếm tiền nuôi mẹ ăn học đấy, mày cố gắng mà tập trung vào mà học. Cô đồng này, đây nữa này, đồng này, đấy, những con này là con đồng này. Bằng ươm nha. Yeah. Chạy nó. Đây nữa này. Đây này. Vàng sộp này. Con này nhìn như kiểu cua sông ấy. À cua, đúng rồi, cua sông. Con xinh xanh này. Sông nó hay xinh xanh kiểu này. Nhưng sông này anh Thảo chưa gọi là to. Mè mè. Bọn này mè mè nhiều. Như thằng Thành nó nhặt cùng với bà gái toàn loại như này thôi. Buổi tối ấy, nó nhặt được 2 cân đấy. Nó bán được 60 hay 70 cân. Cái bé này. Nhưng mà họ đi bán lẻ cái nó bán đắt đấy. Ừ, bán lẻ cái ngồi người ta bán 10 hơn 10 chứ. 150 chứ. Đấy. 10 sao họ lãi gì. Ôi con này tua rồi. Con cua cái này tua rồi. Đơ rồi. Tua. Cân ngay còn được nhưng để là tùa không ấy nữa. Ừ. Giờ nó cắp đấy. Con này được cái. Ừ. Biết một cái à? Đố hiếu con này được cái. Đấy, được cái. Được cái. Ừ. Cái này cái mang nó to. Con bè chỗ này nuôi con ở đây. Trứng kia đây. Ừ. Yếu tin bóng bao nhiêu cân kìa. Bán kìa. Rồi. Thả nhẹ nhưng mày thả mạnh nó chết. Chết ai ta mua. Ừ thì mở. Mở túi cho bố. Để bố có cái. Nhiều thật. Em nghĩ là 3 cân đấy chứ. Mà anh phải 3 cân. Ôi. Ôi. Ngon chưa? Vẫn chưa? Bán đi lại mua cám chăn lợn đây. Lợn là chuẩn bị có cám chăn rồi. Ngô chăn rồi. Bắt rất nhiều. Bắt nhiều chứ. Có thì tội gì không bắt. Thả cái tranh thủ được á. Tiếng một tiếng mà bắt nhiều cua thế. Hoàng Hiền quay về các bạn nhé. Nhận được lại các bạn và các cái video tiếp theo của Hoàng Hiền. Đây gạch nhé các bạn đều buộc cái này. Nhận được lại các bạn trong video tiếp theo. Thế nên kính chúc công ác cùng gia đình có nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thành công. Nhận được lại các bạn gặp các video tiếp theo. Các bạn thấy chương trình của Hoàng Hiền hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và đăng ký kênh của Hoàng Hiền nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.